top 2 sinh vật ngược đời nhất hành tinh, đôi bạn cùng tiến với thú mỏ vịt, gọi tên Hà Mã. Ở trong video trước, khi làm về thú mỏ vịt, có bạn khán giả đã bình luận và nhắc đến anh bạn thân của nó, chính là Hà Mã. Nhức cái đầu quá nên admin đã phải đi kiểm tra ngay thông tin về con này. Và tôi cũng khá bất ngờ trước những gì mình nhận được. Đầu tiên phải kể đến, Hà Mã không hề biết bơi, dù nó đầm mình trong nước cả ngày. Thay vì bơi, nó sẽ đi bộ dưới nước. Với cơ thể nặng nề, Hà Mã dễ dàng chìm xuống nước mà không cần phải bơi. Mặc dù không thể bơi, nhưng chúng lại có thể lặn rất giỏi để tìm kiếm thức ăn và trốn tránh kẻ thù. Dù tôi tìm hoài cũng không nghĩ ra kẻ thù của chúng là ai. Nghe là thấy sai sai rồi, đúng không nào? Chưa hết đâu nhá. Mặc dù có khả năng lặn rất siêu, nhưng chúng lại không thể thở dưới nước. Thế là cứ tầm 5-7 phút, chúng lại phải ngòi lên mặt nước để thở. Thậm chí, nếu như lũ to xác này ngủ quên dưới nước, cơ thể chúng lại tự động nổi lên để lấy oxy mà không cần tỉnh giấc. Mặc dù là động vật có vú, nhưng lũ này rất ít lông. Đổi lại, chúng tự trang bị cho mình làn da dày 6cm nên ruồi muỗi không đốt được. Mà mấy loài ăn thịt săn mồi với hàm răng sắc nhọn có cắn cũng chẳng xi nhê gì. Vậy mà, bất ngờ chưa, dù dày tận 6cm nhưng mà da chúng lại rất nhạy cảm với ánh mặt trời. Ánh nắng có thể xuyên qua nên chúng toàn phải tắm bùn hoặc là ngâm mình để tránh cháy nắng. Chúng toát mồ hôi nhanh gấp 7 lần loài khác, cơ mà mồ hôi của tụi nó màu hồng nha, cứng xỉu luôn á. Cuối cùng, những đoạn video cho Hà Mã ăn dưa, ăn bí ngô, rau củ quả chắc cũng không còn xa lạ gì rồi. Vâng, chúng được xếp vào động vật ăn cỏ, rất ư là hiền lành và chay tịnh. Tuy nhiên, khi sống ở châu Phi, chúng lại rất hung tợn, nguy hiểm, có thể tấn công con người và các loài động vật khác như là sư tử nếu cảm thấy bị đe dọa và thậm chí còn ăn cả các loài khác để bổ sung chất sắt trong máu động vật nữa. Ủa, vậy là ăn chay dữ chưa ta? Các bạn nghĩ sao về mấy bé Hà Mã này? Từ giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé!